Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh Ngọc Chiến bất động sản Vinhome. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số các vấn đề uh, trong quá trình mình quay video, này, uh, thực tế các căn hộ, uh, bàn giao, phân tích thị trường này, và một số các cái vấn đề mà mình thấy là các cái nhà đầu tư content lại uh, với mình, có thể là content trên YouTube, này, có thể là uh, nhắn tin, này, uh, có thể là tương tác điện thoại để mình mình thấy rằng là rút kinh nghiệm những cái gì đã trải qua OP2 và chúng ta chuẩn bị cho một cái OP3 hoặc là cả một cái lộ trình dài hạn với bất động sản Vinhome thì chúng ta sẽ như nào. À, có thể là một cái sự à, với cá nhân của mình thôi, mình có thể đưa ra sáu cái vấn đề. À, và và có thể là mình à, mình vấn đề là trực quan của chính cái nhóm khách hàng của mình hoặc là những người đã xem cái Youtube tour và cảm thấy rằng là à chúng ta có một sự tương tác, chúng ta có một cái sự gắn kết, thì chúng ta uh, tương tác thôi. hoặc là, là trên các kênh xem thì mình biết được là là các bạn cái khi mình quay quay các cái video uh, phân tích thị trường hay phân tích uh, uh, về vĩ mô vi mô hoặc phân tích về một uh, dự án ocean park 3 chuẩn bị mở bán chẳng hạn, thì cái lượng xem như nào hoặc là mình quay về cái, cái thực tiễn bàn giao của uh, từng phân khu một, thì mình nhìn thấy cái lượng tương tác rằng là, là à bạn này đang xem là với mình cảm nhận được là đấy là các bạn ấy đang xem là bạn đã mua rồi bạn xem còn những video về phân tích tài chính như thế thì lại có một cái độ ít xem thì như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái hiệu quả của cái đầu tư thì chúng ta sẽ đi ra sao đúng không đấy và và như vậy thì ví dụ như một mình quay mới căn 48 mét thì rất nhiều người xem và cũng thực tế phản ánh là 48 là cũng phân khúc cũng bán hết nhưng mà cuối cùng thì 48 mọi người nhận nhà thì lại chưa nghĩ lắm. Thế rồi là có những người mà trong quá trình xem rồi thì mới thấy à à so sánh giữa sự môi giới, giữa cái người nói với mình bây giờ gặp mình sau chẳng hạn với những cái người mà đã đưa đến cho các bạn đấy trước thông tin để bạn quyết định đầu tư nó khác thì cái câu chuyện đúng không? Hoặc là mình đã gặp những người mà mình tư vấn rất chuẩn chỉ nhưng mà chỉ vì những cái cái lợi ích kinh tế và gì đó. À, các bạn đi lựa chọn một cái môi giới khác thì đến lúc bây giờ thì nó lại lại câu chuyện này khác đi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi một cái này. Cái này sẽ là mang một cái tính cá nhân của mình, à, không đại diện cho cho ai hoặc không đại diện cho một à, cả một cái thị trường chẳng hạn. Phân tích cho cá nhân mình cảm nhận với thực tiễn nhóm khách hàng của mình. À, thì bây giờ câu chuyện nó sẽ như thế này. À, đây. À, mình sẽ gặp 6 vấn đề là khi các bạn về thì các bạn gặp cái thiết kế không ưng ý chẳng hạn như là mặt tiền 4,5m hay mặt tiền 4m thì mỗi một công năng cái cái diện tích của bạn là khác nhau thì về, về, vấn đề như vậy là thì ngày xưa thì mình ít tư vấn vào 48 và mình tư vấn là mình thống kê ra bằng cựu con số ở một phân khu nào đó mình mới thấy à cái diện tích của 55 với lại 63 hoặc là à, 70 chẳng hạn thì mình tư vấn vào đấy À, có thể bạn cố một tí nhưng mà bạn lại đi và bạn cảm thấy hoàn ưng ý ngay như kiểu bốn sáu sáu ba sáu nhưng mà cái mặt tiền thiết kế khác nhau thì cũng lại đem lại cái công năng tài sản khác nhau thế nhưng mà để làm được điều đó thì lại phải có một cái số liệu à, có một cái file và các cái thứ nữa thì mình mới đưa ra được à, chứ còn những cái người môi giới mà à, không có trong chuẩn chỉ thì các bạn cũng không có tài liệu đúng không hoặc là à, thật sự là phải cảm nhận nữa phải phải sống phải phải phải, phải phải tức là đã kinh qua những việc đấy thì mới môi giới mới đưa ra được cho bạn đúng không đấy đấy là một nhé cái nữa cái nữa là là chúng ta sẽ thấy rằng là uh, một cái vấn đề thứ hai nữa là uh, mất liên hệ với môi giới vì câu chuyện của thị trường nó luôn luôn biến đổi có khi bạn này bạn ấy làm một thời gian của công ty này không hợp hoặc là trong diễn biến thị trường bạn ấy không ấy thì có khi bạn ấy chủ động trong việc nghỉ chuyển đổi công việc thế là mới mất liên hệ với môi giới mà cái câu chuyện của xạ của chủ đầu tư thì sẽ luôn luôn chăm sóc cái người cái khách hàng qua sàn môi giới qua sàn có môi giới thậm chí là với khách hàng của mình mình phải chăm đến F, F3 F4 vì là uh, sàn sẽ chủ tư sẽ luôn luôn trả cái chính sách marketing hay là những cái thậm chí là vé mời thì sẽ đi như kiểu F F F F0 ấy. là về sàn xong mới sang cái can căn đấy mà căn đấy bây giờ biến đổi đi rất là nhiều đấy rồi và trong quá trình liên lạc thì kiểu như là thắng thì vẫn tức là đầu tư thắng thì hoan hỉ với nhau nhưng có khi là không ưng ý là cuối cùng là xóa số chặn số nhau thì cái câu chuyện này cũng là tiếp theo này à, một cái nữa là cái tài chính vấn đề tức là các bạn bị cảm xúc các bạn bị um à, bị uh, vấn đề là bây giờ diễn biến thị trường cũng có thể là trong quá trình uh, đầu tư nó chưa được cái tầm tầm nhìn độ hai ba năm thì bây giờ mới có độ khoảng ba bốn năm tháng năm tháng thôi thì đã gặp vấn đề tài chính của nội tại của các bạn thì bạn cũng lại vẫn cần thanh khoản hay những điều gì đấy hoặc có khi bạn lại nhìn đến một cái thị trường nào đó nó hơn thì bạn bạn lại gặp vấn đề này để vấn đề tài chính hoặc cũng có thể là đây là đây là cũng có câu chuyện của mua rồi nhé thế còn cái trước đây của trước trong sau đây là câu chuyện của bán hàng trước trong sau đúng không đúng không thế thì bạn sẽ thấy là cái cái tài chính của bạn có vấn đề thì bạn cũng phải nhìn nhận cho chính của mình chứ bạn không thể nhìn nhận một cái cách mà cái hoàn toàn là môi giới cả đúng không thị trường nữa Đấy, và cái thứ tư là bạn hay kỳ vọng là mua rẻ hàng ngoại giao thanh khoản thì cái trước đây thì cái content à, với cái, cái chạy quảng cáo các thứ đấy thì bạn sẽ thấy là có khi là uh, cái sức lén thị trường rồi cái thứ thì uh, người ta quảng cáo các thứ là là 300 rồi các kỳ xuất lợi nhuận ra sao thì bạn không đặt được cái bài toán bằng excel bằng cái kỳ vọng đấy thì bạn bạn hoặc là bạn đi tìm cái hàng mua rẻ này này hàng ngoại giao nó rất phức tạp đúng không? Thế cái thanh khoản này, này đến bây giờ bạn không biết thanh khoản thế nào ấy thì vì bạn 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 mua cái cái người cái người ta gọi là không phải có kiến thức người ta chỉ có đơn thuần là có hàng thôi đấy, người ta chỉ có một cái thương vụ đấy cho bạn thôi thì cuối cùng là bạn sẽ cái, cái cái bạn thích cái mua rẻ này thì đương nhiên là nó sẽ đi theo những cái thứ này bây giờ cái công việc của thanh quả đúng không cái thứ năm là hội nhóm à, bạn tham gia quá nhiều hội nhóm thì cái thông tin chính thống nó sẽ như thế nào Ờ, thậm chí trong thị trường bây giờ cái cái nhóm Zalo, cái nhóm Facebook nó rất dễ thôi. Bạn chỉ thấy một người viết content hay thì bạn vào, bạn vào thì người ta có thể lấy một cái avatar của một người khác, một số khác, một face khác, một email khác. Thậm chí các bạn là là người ta thậm, thành lập ra một cái Zoom, Zoom thì người ta tạo ra một cái email xong người ta lấy một cái hình avatar của người khác để bảo đây này ông ấy còn đang tham gia ở chỗ tôi này thì cái ông như thế nào để đấy thì uy tín của nhóm tôi ra sao đấy thì cái đấy nó nó khó rất rất khó kiểm chứng đấy thế rồi là à, mình cũng tư vấn với rất nhiều khách hàng là à, phải cho thẻ này cho thẻ sale này rồi các thứ thì đối với mình thì cái thương hiệu đấy nó lớn hơn nhiều thậm chí là mình có thể là có thể câu chuyện là của tự ái không không đến tự ái đâu nhưng mà mình nghĩ là mình đã thực hiện với một cái nhóm khách hàng rất lớn rồi cái giá trị rất lớn rồi thì cái niềm tin và những cái điều đấy nó không phải là cái cái không thể là bán rẻ được thế cũng nhiều khi là cái sự mặc cả về cái này cái kia thì mình không có mình câu chuyện của tăng chúng ta làm đâu cũng vậy nó là cả một cái cái tất cả cái hài hòa lợi ích Nếu còn không mình không có cái câu chuyện khác nữa thế nên mình cũng rất là, là thẳng thắn thôi nhưng mà đôi khi có những thông tin của mình mình chia sẻ xong thì bạn ấy lại À, đi 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 lấy là như một cái kiến thức để đàm phán một chỗ khác để bạn ấy có thể đạt được mấy thương vụ này tốt hơn nhưng mà cuối cùng thì mình nghĩ là tại thời điểm đấy nó tính riêng tham hôm đấy mình biết và ngày đấy mình biết mình luôn update thông tin và đến vị thế ngày hôm sau nó khác ở vị thế tương lai nó cũng sẽ khác nên là mình muốn tức là các bạn ở vị thế mua và vị thế bán nó khác nhau và nếu gắn kết dài lâu một cái nhà đầu tư thì nó phải đi dài đấy vin cũng vậy vin không bao giờ ra một chính sách bán hàng mà để là đến nhà đầu cơ mà luôn luôn là tìm đến một cái người tiêu dùng, một nhà đầu tư. Đấy nó nó, nó tất cả các bên gắn kết với nhau dài lâu. Thế còn cái thứ sáu thì bây giờ xảy ra cái đấy rồi thì chúng ta sẽ tìm giải pháp khắc phục như thế nào kết phục sell, uh, kết hợp với xem mới và tìm với những cái giải pháp của người ta tiếp tục ra sao chứ cũng nhiều người mình biết là cũng rất là buồn thật sự đấy, nhưng mà cũng cũng có một chuyện là nhìn diễn biến thị trường đi uh, nhìn cái tương lai dài hạn và nhìn cái gì quá khứ của vin đã làm xong đã làm với cả một cái cái hệ sinh thái và và với những cái điều gì đấy nó phải rất là dài lâu chứ không phải là một hôm sớm một chiều cái bất động sản nó dài hạn thế thì cái chia sẻ qua cái sáu cái đấy nhưng mà đến bây giờ chúng ta sẽ vào nhé chẳng hạn bạn cần một cái mà như là cái cái mà mặt tiền của một căn hộ ấy của một cái căn nào đấy thì đến bây giờ bạn phải có những cái tài liệu tài liệu thì đôi khi có những người có và có những người không có đây ví dụ như cái mặt tiền này này thì đấy có những cái tài liệu nó sẽ chứng minh các bạn mua căn này thì bạn sẽ tổng cộng cái mặt tiền của bạn là bao nhiêu này ba cái này đúng không thế nó có những cái đấy đấy là một cái hình thức bổ trợ để để khi mà ra quyết định những dãy của bạn đây là 8,5 8,5 hay là những cái cái vị trí đấy thì cũng là câu chuyện là, tất cả nó phải là kiến thức đây ví dụ như cả cái dãy này nó 4 mét thì đúng không thì có người lại người ta bảo rằng là 5 mét hoặc thậm chí là mình cũng đã đối diện với có những người mà cái phân khu trà là nó chỉ có ba khu shop house thôi thì bạn ấy bảo là cái đấy cũng là số hao hết thế là cuối cùng là 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 chúng ta lại bị fail đúng không hoặc đây cái mặt tiền 5m này thì 5m nó tương ứng với 7 70 đúng không 70 diện tích 70 còn 4 này 4,5 này thì cái 4,4 này nó tạo cái chiều sâu của nhà Và đi thực tiễn đến bây giờ thì bảo với 4,5 này nó khác cái cái này nhìn cửa rất là đẹp thế nhưng có những người vào bảo ủi em thấy là cái công năng nhà hoặc là mình thấy cái công năng cái diện tích nhà này nó rất là quan trọng chứ còn cái này cũng chưa chắc À, cũng không thích thì đấy khẩu vị của mỗi người điều quan trọng nhất là chúng ta phải có một cái cái nhìn cái chung với nhau và chia sẻ nó bằng cả cái cái hình ảnh cái pha kiến thức và thực tế trải nghiệm nữa à, và à, chủ đầu tư cũng vậy thôi bạn nhớ là à, với mỗi một phân khu với một ấy thì chủ đầu tư thường sẽ có cái 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 tài liệu kèm theo à, thậm chí có những tài liệu mà sơ xuất một cái gì thì chủ đầu tư cũng thu lại chủ đầu tư cũng không 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 ban hành để cái tư vấn nó sai thì các bạn sẽ thấy là trong đây nó đồng dạng với màu sắc ví dụ như là Uh, shop house là gì, song lập là gì, đơn lập là gì, tứ lập là gì, hoặc những cái diện tích này này thì họ sẽ thấy là à đây là đây là shop house. hoặc các nét chấm này này thì nó là căn căn uh, căn sẻ khe thì cái đấy nó cũng sẽ phải cả một sự gắn cái cái sự uh, uh, có cái sự trải nghiệm thôi hoặc đây chỉ nhìn cho bản đồ cái nhìn thì giữa một cái nhìn uh, nhìn uh, về đơn thuần này cái này nhưng mà nhìn tổng thể về dự án nó sẽ khác đúng không? thì đưa ra các quyết định của bạn đúng không? đấy là những cái việc mà mỗi một phân khu sẽ phải có để đưa cho các bạn và sau đó thì nó cũng có cái thiết kế của cái diện tích của của cái um, uh, của cái, cái 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 đấy kèm theo đấy tức là là cái mặt mặt thiết kế của của tầng 1 tầng 2 tức là cái diện tích nó điển hình chẳng hạn đấy thì thì cái đấy nó cũng sẽ uh, uh, khác nhau đấy thì ví dụ như cái này thời đại này cũng vậy thế thì hiện tại như ví dụ như là bây giờ cái cái này này thì họ có, có sự chia sẻ là uh, chúng ta nhìn trên bản này thì cái shop house sẽ màu này thế và nhiều cái thông tin của sale cũng chia sẻ là khu mở thì 100% trăm được kinh doanh thì cái đấy nó cũng một cái câu chuyện là các bạn phải hết sức chú ý đấy và cái này ví dụ như chẳng hạn các cái này thì chúng ta liền kề nó vẫn là liền kề nhưng mà nó lại là shop house thì nó lại khác Đấy thì ví dụ như vậy thì uh, chúng ta cũng sẽ tìm những cái thông tin làm sao mà kết nối được cái cái người trải nghiệm nó nó có ở cái vị trí này thì nó tức là sự gắn bó nó nó sẽ khác nhau và cái trải nghiệm của của sale nó cũng sẽ khác nhau. Đấy, thế thì Uh, hoặc là các bạn phải biết là à bạn sale đấy bạn đã đã trải qua những cái gì rồi thậm chí là có cái kênh truyền thông có facebook hay có cái gì để để đem đến một cái cộng đồng nó có chuẩn hay không hay là các bạn lại cũng chỉ đi đơn thuần về giá thì đương nhiên là các bạn cũng sẽ sẽ có những cái vấn đề là vấp phải thôi đấy đấy thế còn chúng ta chỉ đơn thuần về giá thì cũng là một câu chuyện đúng không đấy thì cái đấy là gắn kết lại với các bạn để rằng là thế và bây giờ thì đương nhiên là chủ đầu tư cũng đã khác rồi trong cái cái này thì uh, trong các slide um, cái uh, cái này này thì chủ đầu tư cũng đã 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 chi tiết hơn về cái cái uh, cái, cái 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 diện tích với cái, cái, cái ấy này thì mỗi một cái thời công nghệ này. thế nhưng mà mình quay ngược lại mình nói với các bạn là ví dụ như bán từ thời cái sai bán từ thời ấy thì cũng có cái này đâu các bạn có thấy sa bàn đâu đúng không sa bàn bây giờ còn hoàn hảo hết rồi sa bàn của ocean park 2 đã đã là một thì tự đã là một cái cái điều của công nghệ đem lại điều tuyệt vời đúng không? Thế nhưng mà chúng ta đã đã đi đúng như thế chưa đã cái sa bàn này một là sa bàn thì sa bàn của Ocean Park 3 cũng đã rất là tuyệt vời hơn đúng không? Bạn gõ được mã căn ra diện tích tổng diện tích rồi đúng không? tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 ví dụ như vậy thế qua đây cái này cũng thế thì bây giờ trong quá trình này thì đã ghi là liền kề 5 x 13 4 x 15 thì nó cũng sẽ trực quan hơn thế và cái này thì đương nhiên là cũng có những người mà tư vấn cho các bạn chuẩn hơn hoặc nhìn nhận những nét nó, nó, chuẩn ra để chúng ta quyết định sao cho nó uh, phù hợp thì còn uh, Uh, nó cũng sẽ kết hợp như mình ý, thì mình sẽ phải tư vấn cho các bạn về ví dụ tài chính thì chúng ta phải tư vấn về quản trị dòng tiền thậm chí là uh, những tài liệu về bạn thuộc cái quỹ căn ấy thuộc ngân hàng nào uh, mình sẽ phải liên hệ với ai với ngân hàng nào để mà giải quyết cái vấn đề cho bạn uh, thẩm định cái dòng tài chính của bạn trước để tránh cái chuyện là uh, chúng ta vào tham gia rồi nó lại không không chuẩn đúng không thế thì cái đấy nó là support với nhau là rất là lâu dài thậm chí mình chia sẻ với các bạn là gì uh, nhận nhà này và đến năm sổ đỏ nữa. Và đến các bạn đầu tư thì bạn sẽ phải gắn kết với lúc một thời điểm bạn bạn thanh khoản nữa. Nó rất là dài. À, rồi là à, chúng ta phải thấy rằng là à, đến mà chủ đầu tư cũng có một câu chuyện như này. À, tức là khi mà bạn cung cấp email và số điện thoại cho chủ đầu tư rồi, ở hợp đồng ấy thì chủ đầu tư sẽ liên lạc với bạn để bàn giao này, à, nhận nhà và các những thông tin kèm theo hoặc thậm chí có những chính sách mà chủ đầu tư luôn gửi email cho các bạn thì không gửi trực tiếp thế nhưng mà nếu những người sale mà sale mà gắn kết với nghề và họ thường xuyên update ấy, thì họ sẽ nắm được thậm chí là những cái đợt vé mời hay là có cái gì mới gì đấy thì sẽ luôn luôn có sự chia sẻ và chia sẻ có thể là chia sẻ cá nhân mà có thể các bạn có kênh của người ta thì mình thường xuyên làm như thế thì các bạn nếu mà có theo dõi thì nó nó sẽ cho nhiều nhóm người chứ không phải là mình lại lại nói được rất là nhiều người nữa thì nó cũng không 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 hiệu quả thì đấy cái đấy nó là gắn kết thế và ở cái câu chuyện của sự thanh khoản đấy thì bạn chú ý như này này ờ, khi mà cái người mà người ta gắn kết thì người ta sẽ biết cái tìm giải pháp này này giải pháp kết hợp giữa hôm nay có những người gắn cho mình bảo nhắn cho mình bảo em ơi chị anh chị cần tiền ờ, nhưng mà đôi khi thì mình cũng rất là cái cái ngày sale thì cũng cũng cần chuẩn tắc với nhau bạn đã mua một cái trong chính công ty mình chẳng hạn đội nhóm khác hay gì đấy thì mình vẫn phải tôn trọng cái việc đấy là chúng ta cũng không thể là lan sang người khác mà mình nói là ừ uh, uh, người đã đã anh đã lựa chọn người đấy thì anh cũng nên liên hệ với người đấy rồi là nếu như không trong trường hợp không không ấy thì hãy liên hệ thì cái cái quá trình đấy thì nó nó cảm một sự gắn kết chứ không phải là mình kể cả trong tư vấn mình cũng giữ một cái câu chuyện là uh, đội nhóm nó cũng có gặp nhau hết mà ở đi trong các cái sự kiện hoặc cứ kể cả các bạn có đi uh, các bạn sale cũng sàn này sàn kia nhưng mà đấy mình nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải nhìn nhìn nhận cái cái tổng thể và cái điều chủ đầu tư mong muốn và chúng ta cần gắn kết điều gì. Thế thì uh, mình cũng muốn nói rằng là nếu như cái đã đạt có niềm tin với nhau uh, thì cái đấy nó nó đi dài, đi dài chứ đừng đừng uh, một hôm vài hôm. Đấy và đương nhiên là thị trường thì cũng không thể nói là cái sự hoàn hảo đôi khi cũng có những sự khiếm khuyết mà thời điểm thời gian thế nhưng mà tổng thể nó sẽ sẽ là chuẩn chỉ và chúng ta cũng sẽ nó đặt với nhau bài toán dài hạn thì chúng ta sẽ gắn kết thế còn những cái điều này thì mình muốn là ở đây đấy thị trường nó thực tế nó như thế và bạn cũng sẽ vấp thôi thế và bây giờ thì Uh, cái đấy nó cũng là để để làm sao mà uh, người đã mua rồi uh, và uh, mua tiếp thì ví dụ như bạn đang chán lản và bạn lại muốn mình đưa cái sản phẩm để cho người khác thì chắc nó cũng không đạt được. Thế tất cả nó đều phải vui vẻ đúng không? Tất cả đều chứ con cá nhân mình mình thấy là bạn mua cái vụ cũ ừ rẻ đấy, mà rẻ đấy nhưng bạn tới thì bạn lại muốn cái kỳ vọng cái gì nó lợi nhuận cao hơn thì cũng rất khó. Và có những người đã mua đắt rồi, bây giờ lại muốn đấy này, nó nó luôn luôn là một cái sự uh, nó có có sự mâu thuẫn nhưng đôi khi thì chúng ta phải hiểu nhau và hiểu thị trường nữa thì chúng ta sẽ làm tốt hơn một số các cái vấn đề mình nghĩ rằng là uh, các bạn uh, đấy rồi thì cũng xem xét lại xem là trước đây mình đặt cái 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 thương vụ này là ở hay đầu tư ở thì cứ từ từ dần dần đúng không thế còn đầu đầu tư thì đương nhiên là cũng không thể thanh gióng được đấy thì là chúng ta cũng sẽ sẽ uh, sẽ vì uh, câu chuyện là uh, bây giờ có những cái cái video mình nói là ba năm trước phát hành thì đến bây giờ mới nhìn nhận là ai nghe ai mà quyết định hành động như thế thì đã có những thành quả thế và cũng có những cái bây giờ là mình nghĩ rằng có những video mình phân tích một từ tết hoặc những cái mình xuống tự thị trường của ocean park hai thì nếu như cứ làm đúng như thế nếu như đúng là cái thời điểm mở bán và mua mình tư vấn vào chỗ đấy thật ra thì mình cũng không bán <laughs> 48 nào đấy và thậm chí những số sau thì có những người xem thì để cái đấy thì uh, sau đó thì cũng luôn luôn gắn kết và mình thích một cái sự uh, hài hòa với nhau, hài hòa với nhau, không không nói xấu về cái cái quá khứ, không nói nhưng mà uh, những cái điều đấy thì mình cũng phải xem lại cá nhân các bạn xem lại là lúc đấy mình quyết nó như thế nào và đến bây giờ thì đôi khi là thôi thì gắn kết và uh, tìm kiếm cơ hội đấy thì cá nhân mình mình cũng sẽ luôn luôn là update những cái gì mà uh, thậm uh, thuận cho thị trường uh, cho những cái vấn đề bạn đang vấp phải thực tiễn để chúng ta cùng nhau tìm nhau giải pháp thế còn cái mà có những cái bạn cũng sẽ phải khắc phục là uh, thậm chí để đến bây giờ để rút kinh nghiệm trong OP3, OP3 thì uh, ra hàng đến hôm nay là hôm thứ hai, thứ ba gì đấy thì cũng rất là nhiều, nhiều, nhiều vấn đề và mình cũng luôn luôn nắm uh, nắm của cái đấy thì mình cũng nghĩ là uh, làm sao để chúng ta bắt tay với nhau là chuẩn thậm chí là một số bạn xe cũng vậy thị trường thì đương nhiên nó, nó đó là vẻ đẹp của thị trường là lúc lên lúc xuống hoặc lúc đi ngang hoặc hoặc có những các cái biến của kinh tế vĩ mô vĩ mô hoặc các cái các cái, các ông lớn của sàn bất động sản khác nhưng mà bạn cũng sẽ thấy là chẳng hạn như nước Nhật tập đoàn Mitsubishi lại bắt tay với Vin mà ở ở ở khai trương kích hoạt dự án tại Ocean Park 1 đúng không và tại sao họ lại nước Nhật mà họ lại không làm phân uh, cái cái phong cách của của cái khu đô thị của bạn của người ta theo cái cái nước Nhật đi đúng không nhưng mà tại sao lại họ lại uh, thiết kế cái mô hình của uh, cái chung cư chung cư theo một cái phong cách sống của thụy sĩ và đưa những cái điều đấy vào thì cái đấy cũng là một cái nét mà mình nghĩ là mọi người cũng sẽ là luôn luôn tìm giải pháp mà luôn là muốn kỳ vọng của mình quá lớn thế nhưng mà Ờ, mình nghĩ rằng là kinh doanh thì nó cũng không hoàn hảo được rồi là uh, chúng ta cũng muốn mua ngôi nhà của chúng ta nó quá nhiều cái vấn đề chẳng hạn như là hỏi là mua là ở hay đầu tư thì cả ở hoặc cả đầu tư thế rồi là uh, chúng ta cũng nghĩ là cái một điều quyết sách của cá nhân chúng ta uh, thế còn đương nhiên là đúng mua nhà là phải bàn rất là nhiều uh, nội ngoại rồi vợ chồng rồi bố mẹ phụ huynh đúng không thế nhưng mà đấy cái đấy cái quyết sách nó cũng sẽ là khác thế còn uh, bên bên cạnh đó nữa là một số các cái kênh đầu tư ví dụ như là Cá nhân mình không không muốn rằng là các cái thị trường muốn khác nó nó quá chứ là xấu chẳng hạn. Thế nhưng mà thật ra nếu như mà uh, tốt thì nó sẽ có sự luân chuyển tài sản. Hoặc bây giờ cũng thế các bạn sẽ thấy là cái sự kiện của các cái tập đoàn bất động sản mà không có uy tín ấy. hoặc là trong cái quá trình làm mà chỉ cần sai ấy, thì nó nó sẽ bị hệ lụy về sau. Đấy thì chúng ta nhìn thấy với Vin thì cũng 29 năm rồi. Đúng không? À, những cái điều đấy thì chúng ta cũng Ở cái này này Cũng là ở cái hệ hộ, hộ nhóm thông tin này này Chúng ta nghe làm sao Tìm hiểu sao cho nó chuẩn Đấy Thế và Và mình cũng nghĩ rằng là như thế này này à, à, Nó có một cái thương hiệu rằng là quốc gia dân tộc của tập đoàn à, Đất nước cũng sẽ cần như vậy Thế nhưng mà Ờ à, bởi những cái gì mà chúng ta gắn bó với nhau và chúng ta tin tưởng thì chắc chắn mình nghĩ là nó sẽ đạt kết quả tốt không phải tin tưởng bằng niềm tin không đâu mà tất cả nó sẽ bằng một cái con số nữa và à, chẳng hạn như là mình mình nghĩ rằng là mình có xem cái nhà thiết kế thái công ấy, thì vấn đề như là à, anh ấy muốn thiết kế một ngôi nhà mà các bạn đi công tác hoặc bộ, tất cả à, đâu thì cũng muốn trở về nhà Thế thì cũng vậy, Vin cũng sẽ kế kế những cái chung cư mà tất cả mọi người cảm thấy là niềm hạnh phúc ngập tràn. Hay hay là một câu chuyện của anh cũng nói rằng là nếu như các bạn thích nhiều quá thì chính các bạn cũng khổ đúng không bạn đi mỗi một ngôi nhà mỗi một khu phố mỗi một đất nước bạn ấy thích hết tất cả đều đẹp ở nhà bạn thì cái ngôi chim cầu nó quá lớn không được đúng không cái phân khu trả là sẽ thiết kế theo phong cách phương đông thế còn nếu mà ở hải âu ở san hô thì thiết kế theo phong cách châu âu nó sẽ khác nhau vào mỗi một cái câu chuyện thế ví dụ bạn bạn muốn bể tắm à, muốn hồ bơi của bạn thì bạn sẽ tìm gần đấy hoặc cũng thể là bể lớn hơn hẳn thì bạn sẽ tìm mọi điều quan trọng nhất là bạn cũng phải có cả kinh tế nữa và cái một câu chuyện anh hay nói là kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm Thế rồi là uh, chúng ta phải thực tế thấy rằng rằng là gì, uh, sản phẩm của Vin không dành cho số số đông, sản phẩm của Vin cũng dành cho những cái cái gọi là uh, thượng lưu về kinh tế hoặc là có những bây giờ bớt cái dần dần sẽ đến đem đến cái cơ hội cho nhiều người. Thì trong đó anh uh, trong về thiết kế thì người ta cũng sẽ nói là gì, để tạo lên một không gian sang trọng và tinh tế. Nhà thiết kế phải sống trong thế giới thượng lưu Đấy, Michel Singer à, Thì cái câu chuyện mình cũng xem video của anh Thái Công thôi Nhưng mà cái câu chuyện đấy cũng sẽ là điều chỉnh là gì à, Chúng ta sẽ là y phục xứng ký Đức hay những cái gì bạn theo đuổi Đấy, tìm ra bạn thích mua hàng rẻ Bạn thích cái hàng ngoại giao Bạn thích cái này à, Bạn thích một bạn môi giới mà luôn luôn tìm cho bạn những cái giải pháp mà nó tiểu xảo của thị trường Thì đương nhiên rồi đó rồi bạn cũng sẽ có kết quả thôi Đấy vì câu chuyện là mình cũng đã gặp rất là nhiều rồi à, mình cũng dành cho tất cả sự tâm huyết tất cả cho một sự tư vấn với tất cả public về thông tin để chúng ta bắt tay nhau nhưng mà đôi khi nó cũng lại không hợp duyên thì cũng là một cái câu chuyện như vậy thế thì à, chúng ta sẽ nhìn nhận trong những cái kênh ở trong những cái video cụ thể Mà chúng ta có thể là nhìn nhận được với nhau à, cái tầm nhìn dài hạn à, thậm chí là à, có gắn kết được với nhau Nó cũng là một câu chuyện thế thì à, qua video mình sẽ tập hợp và mỗi một cái thời điểm mình sẽ tập hợp thì cái gì nó 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 cảm thấy nó nhiều nhiều thì mình sẽ chia sẻ à, còn có những video thì phân tích dự án có những video phân tích tài chính có những video ấy thì qua video này mình muốn là đấy có 6 cái gạch đầu dòng mới mà đã OP, OP2 OP đã trải qua thì các bạn sẽ có những cái kinh nghiệm trải nghiệm mà chúng ta cũng có thể cái thứ sáu là chúng ta sẽ chuẩn bị bắt tay mới tinh rồi <laughs> đã mua rồi và chuẩn bị làm gì để 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 có những cái mà nó hoàn hảo hơn trong những à, tốt hơn tốt hơn lên thôi chứ còn hoàn hảo thì chắc là cũng có một vấn đề trong cái 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 thương vụ đầu tư của bạn hoặc thậm chí trong căn nhà của bạn hoặc thậm chí cả cái câu chuyện của thanh khoản 48 mét vuông có khi là chật với nhà bốn người nhưng 48 mét vuông lại rất phù hợp với vợ chồng trẻ chẳng hạn Ví dụ như vậy đấy thì hoặc 48 mét vuông lại thích hợp cho một cái homestay và sau này sau này chủ đầu tư đưa đến một cái khu khu sự, du lịch sinh thái hoặc cái gì đấy thì cái đấy nó từ từ dần dần đấy thì chúng ta cứ từ từ bình tĩnh và chúng ta cũng lại tìm kiếm những giải pháp tiếp theo À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn có thể là uh, content những cái 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 mà bạn đang vấp phải hoặc là có những điều gì đó thì chúng ta cùng uh, một cái đại diện chung thì chúng ta cũng có thể uh, mình cũng sẽ là tìm hiểu, chia sẻ và tìm những cái 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 video chia sẻ hơn mà cái cái để cho hữu ích cho chúng ta trong uh, trong những cái bắt tay nó nối dài về sản phẩm của Vin thì chắc chắn là mình nghĩ là cũng còn rất là nhiều rất và rất là còn nhiều uh, điều để khi mà đến một đô thị, uh, đến một cái cái chất lượng sống và đến một cái cộng đồng cư dân và uh, giống như là Riverside bây giờ đấy là tinh hoa gắn kết và nhân hòa. Đấy nó cũng rất là nhiều cái. Mà được ở đấy thì đã là giàu thật rồi và đến bây giờ ở đây cũng vậy, chúng ta cũng đang thích như thế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.